chương trình ngày hôm nay. Trước khi theo dõi ca khúc tiếp theo, chúng tôi xin mời quý vị cùng theo dõi một video về thí sinh của chúng ta đến từ Escondido, San Diego. Thí sinh Thúy Lê. Thúy Lê xin kính chào quý khán giả đang xem đài IBC. Thúy Lê số báo danh là 240. Thúy Lê thiệt là rất là cảm ơn quý vị đã ủng hộ mấy tuần qua. Và nhất là trước tiên thì cũng rất là cảm ơn những ban giám khảo đã cho rất là nhiều ý kiến để mà mình có thể là mình làm tốt hơn. Cảm ơn chương trình IBC rất là nhiều đã cho thí sinh tụi em cơ hội để mà phát triển khả năng khiếu của mình có. Thúy Lê cũng mong rằng quý khán giả đang coi đài IBC ủng hộ Thúy Lê. Số báo danh của Thúy Lê là 240. Và Thúy Lê xin kính chúc cho tất cả mọi người thân tâm thường an lạc. Thưa quý vị, như trong kinh Đại Tập, Đức Phật có dạy rằng gặp thời không có Phật, khéo thờ cha mẹ tức là thờ Phật. Vâng, thưa quý vị, ngay chính Đức Phật bậc giác ngộ, bậc thầy của tất cả cõi trời và người, bậc đại trí huệ, bậc được khắp số cõi tôn kính, bậc chánh giác, sau khi thành đạo đã thể hiện lòng từ hiếu của mình đối với phụ vương, mẫu hậu và kế mẫu, vừa theo thượng pháp vừa đúng với chánh pháp. Và theo Phật giáo, khi cha mẹ còn sống, phải dùng khoảng thời gian quý báu này để chăm lo săn sóc, thăm viếng và cùng với cha mẹ hướng đến Phật pháp tu tập. Như thế gọi là đúng lúc. Nếu bằng không thì khi cha mẹ chết đi sẽ rất muộn, không còn cơ hội để có thể chăm lo hay có thể có cơ hội để được săn sóc cho cha mẹ. Và lúc ấy dù cho ta có hối hận, có tổ chức lễ lớn, cúng dỗ to lớn đến như thế nào đi nữa thì cũng không còn ý nghĩa. Như Đức Phật đã dạy, có hai việc được đại công đức, đại quả báo, được vị cam lộ, ấy là phụng sự cha và phụng sự mẹ. Vì vậy, theo lời của Đức Phật dạy, hãy luôn nhớ mà hiếu thuận phụng dưỡng cha mẹ. Như câu, cha mẹ là Phạm Thiên, bậc đạo sư thời trước, xứng đáng được cúng dường. Và để đề cao lòng hiếu đạo, xin mời quý vị hãy cùng lắng lòng nghe bài Lễ Bái Phụ Mẫu của Tam Đức. Và sau đây sẽ là phần trình bày của thí sinh Thúy Lê, số báo danh 240. Con sợ lỗi nghĩ ơn trên, từ con hình thể có nên, mẹ cha bảo dưỡng kề bên không rời, nặng nề cực nhọc lắm ôi, chăm nom con trẻ kể sao cho cùng. Con xin đành lẽ cung cung, nghiêng mình phụ phục, mong dung tội dày. Vật uế trược ung dung lau chuối giặc rửa
cha mẹ vẫn vui, chẳng hề nhờm gớm những mùi thối tha. Từ bi thay lòng mẹ cha, ơn tài trời đất khó mà đáp xong. Cầu cho cha mẹ thầy đồng đắc thành quả Phật, thoát vòng trong luân. Lỗi nghỉ ơn trên, từ con hình thể có nên mẹ cha bảo dưỡng kề bên không rời. Nắng nề cực nhọc lắm ôi, chăm nom con trẻ kể sao cho con xin đánh lễ cúng cung, nghiêng mình phụ phục mong dung tội dày. Khi con la khóc dày tay, từ bi mẹ hán thương thay não nùng tân dịch. Tiểu tiện cung cát vật uế trường ung dung lau chùi, dặn dừa cha mẹ vẫn vui, chẳng hề nhờm gớm những mùi thối tha. Từ bi thay lòng mẹ cha, ơn tài trời trong luôn, cầu cho cha mẹ thầy đau đắc thành quả Phật. Nếu quý vị có yêu thương cho phần dự thi vừa rồi, xin quý vị hãy gọi vào số phone 714-892-5717 để bình chọn cho thí sinh Thúy Lê với số báo danh 240. Và tiếp nối, chúng ta sẽ đến với phần nhận xét và số điểm từ ban giám khảo. Đầu tiên, chị Thúy Lê cho Minh Đăng hỏi là chị sẽ chọn vị giám khảo nào để giấu điểm ạ? Nhạc sĩ Võ Tá Hưng. Dạ vâng. Minh Đăng xin mời lời nhận xét từ nhạc sĩ Võ Tá Hưng, và nhạc sĩ Võ Tá Hưng sẽ là vị giám khảo giấu điểm ạ. Trước hết á, chọn cái bài ca này, đây là một bài rất là khó hát, những lời rất là trắc trở. Tôi là một viết nhạc là tôi biết đó. Thì tác giả là một cái vị thiếu tá bác sĩ rất trẻ, cũng anh cũng ở California một thời gian, bây giờ đang về làm việc ở bên Virginia. Thì tôi cũng quen anh nhiều. Đây là một bài rất là khó hát mà diễn tả nghe lời rõ, vậy là rất hay. Khi mà lên âm vực cao thì rất là hay, và hát mà khiến mà tôi có thể hơi xúc động, mà thấy là tức có giọng ca rất là có hồn. Thành tôi thấy là rất có nhiều triển vọng. Cảm ơn.
Dạ vâng, tiếp nối Minh Lan xin mời nhận xét từ danh ca Thanh Thúy. Dạ, phải nói là một nhạc phẩm chắc có lẽ lần đầu tiên Thanh Thúy được nghe, mà phải nhìn nhận là giọng của em hát rất rõ và rất hay, làm cho chị cảm động muốn chảy nước mắt luôn. Tại vì mẹ cha nào cũng giống như cái lời bài hát của em hát lên. Thành ra Thanh Thúy nghe Thanh Thúy xúc động quá. Phải nói là em hát rất hay, truyền cảm được cho mọi người. Dạ, Mina xin mời số điểm của danh ca Thanh Thúy ạ. Dạ, từ. Dạ. 10 điểm. Dạ, cảm ơn ạ. Và tiếp nối xin mời nhận xét từ danh ca Thanh Tuyền. Chào Thúy Lê. Dạ. Khi Thúy Lê, chọn bài hát này Thúy Lê hát, thì chị vừa nghe, không biết là xưng chị có đúng được không? Dạ. Xin dạ cô già lắm để cho sống thêm vài năm nữa. Lý do là khi mà Thúy Lê chọn bài hát này, cô nhắm mắt lại. Và có lẽ là cái giọng ca của Thúy Lê đặt hết cái hồn trong bài hát này, nó xúc động. Xúc động đến nỗi mà giờ cô không có thấy Thúy Lê mà cô chỉ thấy hình ảnh mẹ của cô. Mẹ của cô từ ngày mà cô rời xa quê hương tới bây giờ, mấy chục năm rồi cô không nhìn thấy mẹ của cô. Những cái lời hát của con làm cho cô cảm thấy cô bất hiếu. Cho nên cũng sẵn đây cô cảm ơn bài hát của con để cho cô ngẫm nghĩ lại trong cuộc đời mình cũng phải sám hối. Sám hối bởi vì đi xa rồi vì cuộc sống này kia, đôi khi mình không có làm tròn được bổn phận của người con, mà ngược lại mình nhớ lại những cái gì cha mẹ mình đã hy sinh cả cuộc đời của mình. Cảm ơn bài hát con chọn. Hy vọng rằng tăng sau sẽ hay hơn nữa. 9 điểm từ danh ca Thanh Tuyền. Dạ, mình đang xin mời nhạc sĩ Nam Lộc ạ. Nếu mà nói thương mẹ thì có lẽ là trên đời này khó ai thương mẹ hơn tôi. Dĩ nhiên là ai cũng có một người mẹ để thương yêu, để quý trọng. Tuy nhiên nếu mà mình nhận xét qua cái bài hát và qua cái cách trình bày, và mình đừng có để cái emotional, đừng để cái cảm nghĩ của mình vì cái lời hát á, thì tôi thấy rằng em hát rất là trọn vẹn, diễn tả đầy đủ bài hát. Tuy nhiên nó hơi monotone, nó đều đặn quá đó. Như là nó đều đặn quá, nó làm cho người ta không có được lôi cuốn. Đáng lẽ cái bài này em có thể làm cho lôi cuốn thêm cái sự xúc động của em một chút, diễn tả một chút chẳng hạn. Thì đấy là cái nhận xét rất là thô thiển của tôi. Chứ còn thì mọi chuyện kỹ thuật em trình bày rất là tốt, đầy đủ, trọn vẹn. Vì thế cho nên nếu mà em có thêm phần diễn tả ngoài cái lời hát, bài hát, thì có lẽ em sẽ thành công nữa. Vâng. Và nhạc sĩ Nam Lộc 9 điểm. Bây giờ xin mời nhận xét từ nghệ sĩ Ngọc Huyền. Thưa Thúy Lê, hôm qua hình như là Huyền nghe đó, có một nốt nó khác, hôm nay ban nhạc đánh để cái accord hơi lạ lạ phải không? Hồi nãy đó Huyền nghe có một cái gì nó hơi lạ lạ. Cho nên là không biết là tại vì Thúy Lê xúc động quá rung cho nên là chữ đó nó bị lạc, hay là do cái accord đi khi mà nghe lại nguyên cái bài. Tại vì hôm qua Huyền có nghe Thúy Lê tập đó. Mình nghĩ chắc tại rung. Dạy rung quá phải không? Không biết. Nói là Thúy Lê tuyệt vời lắm, hôm nay rất là đẹp, hát một bài hát rất là xúc động. Nhưng mà có lẽ tại rung quá đó, cho nên có một hai cái chữ đuôi cuối đó Thúy Lê bỏ nhỏ quá. Và nó vâng, có thể là tình cảm, nhưng mà nếu mà Ngọc Huyền mà cho Thúy Lê điểm tuyệt đối với cái giọng anh vàng mà Ngọc Huyền đã yêu từ buổi ban đầu á, thì như vậy thì Huyền lại không công bằng cho các thí sinh. Tại vì thi mà, thì cho khó chút xíu nha. Bớt Thúy Lê nửa điểm, 9 điểm rưỡi. Dạ vâng, nghệ sĩ Ngọc Huyền 9 điểm rưỡi. Xin cảm ơn ban giám khảo. Thank you.
Kính thưa quý vị, để biết được thí sinh tiếp nối của chúng ta sẽ chia sẻ về điều gì về chính bản thân của mình, sau đây sẽ là một video xin mời quý vị theo dõi với thí sinh Kiều Loan. Xin thân ái chào tất cả quý vị khán giả của đài IBC TV 57.8. Tôi tên là Phan Thị Kiều Loan, số báo danh 322. Tôi đến từ thành phố Gardenville và tôi đến với cuộc thi này tôi rất là tâm đắc, vì thứ nhất tôi thích ca hát và thứ hai là chủ đề của cái cuộc thi Tâm Ca và Đạo Hiếu. Tôi rất là thích những cái bài hát về Phật Pháp, về Đạo Hiếu, và tôi rất là vui khi mà tôi vào được cái final top 10 của cuộc thi này. Tôi có một cái sở thích, đó là rất là thích ca hát. Ngoài cái ca hát á, thì tôi còn có một cái năng khiếu nữa, đó là ngâm thơ. Đây là bài thơ về thăm xứ Phật của Hòa Thượng Thích Viên Lý. Thì bài thơ rất dài, do đó tôi chỉ xin ngâm 8 câu đầu. Tôi trở về đây thăm dấu xưa, thăm đền đài cũ dài nắng mưa, thăm vườn lộc uyển còn vang vọng, dòng pháp siêu bi tối thượng thừa. Con trở về đây đảnh lễ thầy, nhìn tia nắng rọi óng vòm cây, bỗng nghe sao xuyến bao hoài bão, từng giọt hào quang rõ ngập đầy. Bỗng nghe sao xuyến bao hoài bão, từng giọt hào quang rõ ngập đầy. Xin cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều và xin quý vị hãy ủng hộ cho thí sinh Phan Thị Kiều Loan, số báo danh 322 trong cuộc thi Final Top 10 vào ngày 19 tháng 8 tới đây. Xin cảm ơn. Thưa quý vị, có câu mẹ nằm chỗ ướt canh sương, chỗ cô chỗ khô lót tiếng ru nhường cho con. Tấm lòng bao la hy sinh vì con của người mẹ đã đi vào văn thơ của Việt Nam chúng ta nói riêng và văn thơ của thế giới nói chung. Và tấm lòng của người mẹ quê ấy ngày ngày tảo tần buông gánh bán bưng để lo cho con từng miếng ăn giấc ngủ. Chỉ cần con cười, chỉ cần con hạnh phúc, chỉ cần con khỏe mạnh là mẹ đã rất mãn nguyện rồi. Nửa đời phiêu bạc tha hương, bóng quê dáng mẹ chữ vương tấm lòng. Khi đi xa nhà, xa quê, xa mẹ, con mới thấy được trong tim nhói đau, nỗi đau nhớ mẹ da diết. Kính thưa quý vị, trong bài nhạc có những câu hát như nhớ bà mẹ quê xưa ấy, mùa đông manh chiếu thân gầy, chỉ mong cho con cho cháu bà ngủ ngon giấc say. Sau đây xin mời quý vị khán thính giả của đài truyền hình IBC cùng lắng nghe những tâm sự của người con xa xứ qua nhạc phẩm Bà Mẹ Quê, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy, với phần trình bày của thí sinh Kiều Loan, số báo danh 322. Con nướng nấu mẹ quê vất vả trăm chiều, nuôi một đàn con chắn chiều. Ba mẹ quê gà gáy trên đầu ngón tre, ba mẹ quê chờ sớm đi chưa thấy về, chờ
Sau đây sẽ là phần góp ý của ban giám khảo. Nhưng trước tiên Thảo Ly xin hỏi là thí sinh Kiều Loan muốn chọn vị giám khảo nào cho phần dấu điểm? Dạ, Kiều Loan xin chọn nhạc sĩ đẹp trai, giám khảo đẹp trai Nam Lộc ạ. Dạ, xin mời nhạc sĩ đẹp trai Nam Lộc cho biết ý kiến ạ. Thưa quý vị, nhìn thấy chiếc áo bà mẹ quê và lại hát một ca khúc rất là quen thuộc của Phạm Duy, tôi nghĩ chỉ có cái cảm tình ngay của tôi trong cái lúc mà nhìn thấy và nghe bài hát này. Tuy nhiên, cái bài hát này không phải là dễ hát. Cái âm vực nó đòi hỏi, nhất là lúc lên cao, có xuống thấp thì ok. Có lẽ khó thấp hơn lắm, nhưng mà khi lên cao mà mình tập chưa tới đó thì mình làm nó uổng đi. Cái phần trình diễn rất là tốt đẹp của mình. Cô chỉ có một cái khuyết điểm đó thôi, chứ còn trọn vẹn từ đầu đến cuối, từ cách trình diễn cho đến lúc cái kỹ thuật về theo điệu của theo cái nhịp điệu của ban nhạc rất là tốt nhé. Dạ vâng, thưa good luck. Xin cảm ơn. Trước khi đến với phần chấm điểm của bốn vị giám khảo còn lại, Thảo Ly xin mời quý vị gọi đến số điện thoại 714-892-5717 để bình chọn cho thí sinh Kiều Loan, số báo danh 322. Và thưa quý vị, sau đây sẽ là phần chấm điểm của nhạc sĩ Võ Tá Hân. Xin mời nhạc sĩ ạ. Thí sinh Kiều Loan rất là can đảm để chọn cái bài Bà Mẹ Quê, là một cái bài mà mình nghe rất là nhiều. Cái khó của một khi hát những cái bài này thay vì bài mới đó là tại trong tâm trí người nghe là mình đã có một cái giọng gì mình làm chuẩn rồi. Thành ra mình lấy cái đó mình so sánh, thành ra đó là một cái điều rất là can đảm. Thì tôi thấy về phần trình diễn thì hát rất là đúng, hát giọng hát vững vàng. Cái khó là lên những cái nốt hơi cao đó thì nó hơi khó, thành ra hát hơi nhanh đi một chút để mà lướt qua đó. Ngày tháng cái chỗ hát thì nó hơi cao, có những cái nốt đó thì tôi không biết là có thể là nếu mà hát xuống đi độ một nửa tông hay một tông thì nó đỡ hơn. Ngoài ra thì diễn xuất rất là tự nhiên. Tôi xin cho điểm. Số điểm của nhạc sĩ Võ Tá Hân 9 điểm dành cho thí sinh Kiều Loan. Và chúng ta còn 3 vị giám khảo nữ. Và vị giám khảo nữ trước tiên, Thảo Ly xin phép mời danh ca Thanh Thúy. Dạ. Chào chị, chào Kiều Loan. Kiều Loan thì phải nói là nghe Kiều Loan ngâm thơ hay quá. Nhưng mà khi Kiều Loan hát đó thì phải nói là cái bài này những cái nốt cao Kiều Loan bị cũng như cố gắng. Thành ra tiếc quá, phải chi Kiều Loan xuống nửa tông hoặc là một tông thì chắc có lẽ hay lắm. Dạ, chị cứ vậy. Nhưng mà câu chúc Kiều Loan sẽ thành công trong những... Cảm ơn chị. Xin mời số điểm của danh ca Thanh Thúy là bao nhiêu ạ? 9 điểm. Tiếp nối sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe lời chia sẻ của danh ca Thanh Tuyền và số điểm. Thanh Tuyền, chào Kiều Loan. Cái đầu tiên mà Kiều Loan nhìn Kiều Loan hát là Thanh Tuyền biết là hình như là khi Kiều Loan bước ra sân khấu đó là giống như cá gặp nước vậy đó. Là Kiều Loan không cần biết ai hết. Nhạc lên là Kiều Loan giống như là không còn biết trời đất gì hết á. Đó là chứng tỏ là một người rất là đam mê trong cái âm nhạc. Đó là cái điều, cái chánh mà không phải riêng mà mỗi nghệ sĩ cũng phải cần cái đó.
mới xong mới hoàn tất được những cái chức năng của một cái người nghệ sĩ khi trình bày mỗi bài hát. Thì bây giờ đó, có một cái điều cũng như các đàn anh đàn chị của mình đó đã góp ý với Kiều Loan thì đúng như vậy, nếu Kiều Loan thấp một chút xíu cái bài nó sẽ nhẹ hơn. Tuy nhiên thì phải nói là rất có cảm tình Kiều Loan, mặc dù cái cuộc thi này với cái từng tuổi này, Thanh Tuyền cũng không biết Kiều Loan bao nhiêu tuổi, nhưng mà Kiều Loan vẫn hiên ngang tự tại, an nhiên tự tại góp mặt trong chương trình này, cho nên đối với Thanh Tuyền rất là có cảm tình. Đáng lý ra đó là đúng đó, là chỉ có như vậy thôi, nhưng mà rất là Thanh Tuyền rất là ngưỡng mộ những người mà chỉ có âm nhạc mới sống được thôi, giống như Thanh Tuyền. Cho nên Thanh Tuyền cảm ơn. Với niềm đam mê âm nhạc của thí sinh Kiều Loan, danh ca Thanh Tuyền đã cho số điểm là 9,5 điểm. Và sau đây sẽ là phần chia sẻ của nghệ sĩ Ngọc Huyền. Con chào cô Kiều Loan. Các bậc tiền bối của con đã nhận xét hết rồi. Con không có dám thêm hay bớt gì nữa cả. Nhưng mà con chỉ nói một cái điều từ trái tim con là cô là một thí sinh, một quý thí sinh của chương trình Tâm Ca Đạo Hiếu. Vì con xin được nhắc lại, cô là quý thí sinh lớn tuổi nhất trong chương trình ạ. Mà cô đến với chương trình Tâm Ca Đạo Hiếu cũng vì chữ tâm và rất là yêu hát, giống như mẹ Thanh Tuyền con nói, như bước lên sân khấu như là cô gặp ca, như cá gặp nước vậy. Một cái điều mà con càng yêu cô hơn nữa đó là ngày hôm qua khi tập hát bài này đó là cô quên lời. Mà quý vị ơi, cô chia sẻ rất là thương ạ. Cô nói như vậy, lo tập cái bài được bốc thăm, cho nên cái bài này phải học nữa, mà vừa nhạc nhanh lại có nhiều chữ, mà cô vẫn hát tròn vẹn như vậy. Con rất là yêu cô và không biết nói gì hơn, chân thành cảm ơn cô đã đến với cuộc thi để chúng con được nghe cô hát cho thỏa lòng. Con xin tặng cô 9,5 điểm ạ. Xin cảm ơn. Nhạc sĩ Nam Lộc xin mời ạ. Tôi chỉ xin có một cái lời yêu cầu gấp thôi. Nãy Kiều Loan gọi tôi là nhạc sĩ đẹp trai Nam Lộc. Thì tôi có một cái lời đề nghị với nữ ca sĩ đẹp gái Kiều Loan là lần sau đó, nếu mà cô ngâm bài thơ của Hòa Thượng Viên Lý đó, cái phần đó cô mặc treo áo Sài Gòn, sau khi cô ngâm bài thơ mà cô chơi bài Sài Gòn ơi vĩnh biệt, có lẽ là cô được điểm cao nữa. Tôi muốn mời em về thăm lại Sài Gòn xưa, duy tân chiều say đắm, uống môi nồng hương xưa. Cảm ơn tràng vỗ tay rất là nhiệt tình của quý vị khán thính giả đang theo dõi tại hội trường của khuôn viên Chùa Điệu Ngự và đài truyền hình IBC. Thưa quý vị, ngay sau đây xin mời quý vị cùng chúng tôi hướng lên màn hình để xem về hình ảnh của thí sinh tiếp theo. Thí sinh Lê Huy An, số báo danh 314, với đoạn video như sau. Mình là Lê Huy An, số báo danh 314. Mình đến từ San Jose. Và mình biết chương trình Tâm Ca Đạo Hiếu là do theo dõi Facebook. Và cũng có thấy nghe chị Ngọc Huyền giới thiệu trên đài. Mình thấy chương trình này là một chương trình rất là hay và có ý nghĩa. Bài Tâm Ca cũng có rất là nhiều bài hay, thì nó là một cơ hội để mình có thể phổ biến những loại nhạc, dòng nhạc tâm ca đến cho quý khán giả. Mình cảm thấy rất là vui.
Phải nói là chương trình rất là có nhiều thực lực, tức là đến vòng thứ ba này thấy rất là khó, rất là khó. Nên là được may mắn được vào vòng trong thì đó cũng là có một niềm vui. Thì mình thấy nó là nó cũng rất là hay. Mình có thể là mình thử sức của mình hát những dòng nhạc mà không phải là do mình đã quen, cho nên là những dòng nhạc lạ. Thực sự thấy là cũng không có đủ, tại vì bài nhất là bài mới rất là khó thuộc lời. Xin tất cả quý khán giả theo dõi trên đài xin ủng hộ cho Lê Huy An, số báo danh 314. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, mẹ hiền mang nặng đẻ đau, chỉ mong con lớn con mau nên người. Trong kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Trọng Ân thì Đức Phật cũng đã ca ngợi công ơn của người mẹ như sau: thân đàn bà nhiều bề cực ngọc, sanh đặng con thập nguyệt cưu mang. Sau khi sanh con ra, người mẹ còn phải chịu nhiều cay đắng để nuôi nấng con. Khi con lớn khôn lại ước mong con được nên thân, dầu cho cha mẹ cơ bần quản chi. Thế nhưng không phải người con nào cũng hiếu thảo, cũng có những người con ham vui thú nhân gian, chạy theo những niềm vui tạm bợ mà quên đi bao năm qua mẹ đã sống đơn côi, mắt lệ nhòa vì con, ngày ngày ngóng mong con về với mẹ. Thế nhưng tuổi già và sức yếu, những nỗi lo âu không thể níu kéo được thời gian và tuổi đời của mẹ. Để khi con quay hướng trở về thì mẹ đã ra đi, không còn trên cõi đầy này nữa. Tất cả chỉ còn là dấu vết kỷ niệm của tình mẹ trong ký ức mà thôi. Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không. Đó cũng là nội dung của bài hát Lạc Lối. Với phần trình bày của thí sinh Lê Huy An, số báo danh 314. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Trong kiếp sống thiêu thân, tôi lao vào cho vui thế gian. Ngày mai ra sao, không nghĩ đến tương lai, tôi đắm chìm vào đời đen tối. Canh bạc đời, bao dối gian lọc lừa, mà tôi nào đâu có ngờ. Quên mẹ hiền, bao nắng mưa dại dầu, thầm mong muốn con nên người. Mẹ tôi bôn ba, đôi gánh chiếu trên lưng, gánh cuộc đời để tôi sướng vui. Mẹ tôi mong manh, trong nắng gió phong sương, gót chân trần trải dài năm tháng. Bao nhọc nhằn, bao khổ đau ngậm ngùi, mẹ không lên tiếng than. Mong một ngày con hiểu ra đường về, niềm vui xóa tan muôn phiền. Bao năm qua mẹ đã sống đơn côi, mắt lệ nhạt nhòa vì con. Trong đêm đen con vẫn mãi trôi lăn lạc lối. Khi nhận ra tình thương ấy bao la thì mẹ giờ đã rời xa. Nay còn đâu trong vòng tay ấm áp yêu thương bên mẹ yêu. Ba, đôi gánh chiếu trên lưng, gánh cuộc đời để tôi sướng vui. Mẹ tôi mong manh, trong nắng gió phong sương, gánh cuộc đời để gòn vòng lối.
bao nhọc nhằn, bao khổ đau ngậm ngùi, mẹ không lên tiếng than. Mong một ngày con hiểu ra đường về, niềm vui xóa tan muôn phiền. Bao năm qua mẹ đã sống đơn côi, mắt lệ nhạt nhòa vì con. Trong đêm đen con vẫn mãi trôi lăn lạc lối. Khi nhận ra tình thương ấy bao la thì mẹ giờ đã rời xa. Nay con đâu trong vòng tay ấm áp yêu thương bên mẹ yêu. Bao năm qua mẹ đã sống đơn côi, mắt lệ nhạt nhòa vì con. Trong đêm đen con vẫn mãi trôi lăn lạc lối. Khi nhận ra tình thương ấy bao la thì mẹ giờ đã rời xa. Nay còn đâu trong vòng tay ấm áp yêu thương bên mẹ. Cảm ơn những diễn viên phụ rất là xuất sắc đã minh họa cho phần trình diễn của thí sinh Lê Huy An số báo danh 314. Và sau đây, trước khi tới với phần góp ý của ban giám khảo, thì Sang sẽ hỏi thí sinh Lê Huy An muốn chọn giám khảo nào để giấu mặt trong vòng này. Xin chọn chú Võ Tá Hưng ạ. Vậy thì Xuân Anh xin mời nhạc sĩ Võ Tá Hưng cho phần góp ý của mình ạ. Thường thường đó, những bài hát về mẹ đó, là thề là người con gái hát không à. Khi mà thấy một người đàn ông rất là mạnh mẽ mà kêu tiếng mẹ ơi thì không có cái gì nó cảm động hơn hết đó. Đúng không? Các quý vị có thấy phải không? Không, hát rất là chuẩn, nghĩa là khiến cho mình khi cái xúc động trong cái tâm trí người nghe. Rồi cái màn mà diễn xuất thêm đó là một sự ngạc nhiên, thích thú. Anh thật khen ngợi thí sinh Huy An. Tôi sẽ cho điểm riêng. Cảm ơn chú. Xin cảm ơn nhạc sĩ Võ Tá Hưng. Và tiếp theo là phần góp ý của danh ca Thanh Thúy. Dạ, phải nói là cái màn này quá hay, quá hay. Thành tập mà nói hay lắm. Nhưng mà cái có cái này là ở trong kia một anh cao bồi bước ra. Nói, ủa nhạc Phật mà sao kỳ vậy, anh này cao bồi quá. Nhưng mà khi nghe anh ta hát á, để ý từng cái lời, quá hay, quá hay, không thể nói được. Đã vậy mà phải là nói là cảm ơn những cái người mà cộng tác với An hả? Dạ. Để mà diễn quá hay thôi. Số 1 rồi. Dạ, dạ, cảm ơn cô. Và phần cho điểm của danh ca Thanh Thúy. Cho điểm, cho điểm, cho điểm. Điểm này là điểm... Wow, số điểm 10 điểm cao nhất để dành cho thí sinh Lê Huy An. Và Xuân Anh xin mời nhạc sĩ Nam Lộc sẽ cho phần điểm của mình. Đúng như chị Thanh Thúy nói, bước ra sân khấu là thấy mất cảm tình rồi. Đã mặc quần jean lại còn đội nón mà đòi hát tâm ca nữa. Thế nhưng mà chính cái hình ảnh đó nó mới đưa cái bài hát của em đi xa được. Dù có phần phụ diễn hay không, em đã làm trọn vẹn cái phần trình diễn của em. Cộng thêm vào đó có lẽ là xin lỗi các thí sinh khác, nhưng mà có lẽ khó có một nam ca sĩ nào có cái giọng được như em ngày hôm nay. Em là thí sinh số 10, phải không ạ? Có 10 thí sinh. Dạ vâng, đúng rồi ạ. Người ta bảo là save the best for last. So em là nam ca sĩ mà tôi xin phép. Wow, điểm 10 thứ hai đã dành cho thí sinh. Và sau đây xin mời danh ca Thanh Tuyền. Sao em nhìn tôi ly kỹ quá vậy? Thật sự mà không biết tại sao mà em lại chọn bài hát này. Bài hát này khi em bước ra là một cái giống như là một cái ấn tượng. Bao nhiêu người như anh Nam Lộc nói, cái đó là
tức là em phong cách của em. Nhưng mà khi cái bài hát này em hát ra đó, nó càng ấn tượng thêm nữa. Cô hy vọng là chị, cô hy vọng là cái bài hát này, nếu mà các em đang coi live và hiểu được cái ý nghĩa bài ca trong bài hát này và cách trình diễn của em, sẽ có một chút nào rung động đó, một giây phút nào đó để nghĩ về mẹ mình, để nghĩ những cái ngày tháng mà mình rong chơi, mình quên những tình thương của cha mẹ đã dành cho mình. Thì phải nói là em chọn bài hát đúng. Em chọn những người phụ minh họa cho em bài hát này lại càng đúng hơn nữa. Em đánh vào trái tim cho tất cả mọi người đang nghe. Và chính cái bài hát này và sự cái giọng hát của em thì chị nghĩ là mất tiêu rồi. Anh lấy của tôi. Cái bài hát này đó, nó có nhiều ý nghĩa lắm. Em đã chọn đúng mà giọng hát hay, mà cái phong cách diễn bài hát này tới. Cho nên dù muốn dù không, để tôi suy nghĩ lại một chút xíu. Wow. Và số điểm 10 cao nhất thứ 3 đã dành cho thí sinh Lê Huy An. Và Xuân Anh xin mời nghệ sĩ Ngọc Huyền sẽ trao phần điểm của mình. Dạ chào Lê Huy An. Con xin chào các bậc tiền bối. Các bậc tiền bối cho 10, tôi cho 10 thì cũng được. Dạ, nhưng mà hơi kỳ. Dạ, hơi kỳ. A Di Đà Phật, đợi con chút. Đợi con chút. Bởi vì con là giám khảo của 3 vòng, như là 4 vòng. Vòng thứ 2 con xin trốn thôi. Chứ đúng là con được ban tổ chức đặt trách một cái công việc là ban giám khảo thường trực để theo dõi và đồng hành với tất cả các thí sinh. Thì Lê Huy An có hát tốt bài hát này, nhưng mà tại vì chú Nam Lộc và mẹ, chú Nam Lộc với cái hình tượng em đã là hớp hồn chú rồi, với cái giọng ca rất là lạ là chú đã yêu em rồi. Còn mẹ Thanh Tuyền với mẹ Thanh Thúy đó thì hát về bài mẹ, một đứa con lầm lỡ như vậy trở về quỳ bên gối mẹ thì tuyệt vời quá rồi. Cho nên là các mẹ điểm 10 thôi, đúng không ạ? Nhưng mà nếu Ngọc Huyền cùng điểm 10 thì Ngọc Huyền lại thấy hồi nãy giờ Ngọc Huyền hơi khắt khe với tất cả các thí sinh. Cho nên bây giờ chị Huyền cũng hơi khắt khe với em một tí. Cái thứ nhất là một người nghệ sĩ biểu diễn. Các bạn phụ diễn của em rất là tròn vẹn. Người mẹ diễn rất là xúc động. Giờ chót rung rung rớt cái ống thuốc xuống, rất là đau xót và mẹ gục ngã xuống như vậy là bà đã qua đời. Thì cái hình tượng nếu mình là một người con đi xa nhà, thấy không? Thì lúc đó cái nón của em không còn đội trên đầu nữa em à. Em phải ngã nón xuống, gục xuống, tuy rằng là biết mẹ mình chết ở một cái phương trời nào đó. Ôm cái nón vào lòng, tưởng nhớ mẹ, thương yêu mẹ và nghĩ rằng mẹ ơi con bất hiếu hãy tha tội cho con. Cho nên chị Huyền không thể nào cho em tuyệt đối điểm 10. Bởi vì chị Huyền hơi khó một chút xíu. Như vậy mới điều với các thí sinh. Nãy giờ cười nào chị cũng khó. Giọng này em khó nữa rồi. Vâng, con xin các bậc tiền bối thương con. 9.5. Cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn phần nhận xét cũng như là số điểm của ban giám khảo. Và thưa quý vị, một lần nữa, để ủng hộ cho thí sinh Lê Huy An, số báo danh là 314, quý vị hãy gọi vào số điện thoại 714-892-5717 hoặc là số toll free 1-866-303-1888 để có thể ủng hộ cho thí sinh Lê Huy An, số báo danh 314. Xin chúc mừng thí sinh Lê Huy An. Và chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị ca khúc tiếp nối sẽ là phần trình diễn. Quý vị sẽ cùng theo dõi nha. Được biết rằng mỗi quốc gia, mỗi dân tộc đều có một trang phục truyền thống hay còn được gọi là quốc phục. Khi nhắc đến Việt Nam, chúng ta không thể không nhắc đến tà áo dài.
Áo dài vừa là một biểu tượng cho nét đẹp của phụ nữ Việt Nam, lại là một niềm tự hào của cả dân tộc Việt. Thưa quý vị, từ bao năm qua, tà áo dài không phân biệt người mặc bởi nó tôn vinh mọi dáng người. Thế nhưng trải qua chiều dài của dân tộc, tà áo dài đã được cắt tân để phù hợp hơn với thời đại. Vì vậy mà ngày nay, tà áo dài vừa là một nét đẹp truyền thống lại vừa hiện đại. Khi nói đến tà áo dài, Thảo Ly không quên nhắc đến và cũng cảm ơn đến nhà thiết kế Đặng Trọng Minh Châu, một trong những nhà thiết kế áo dài đã góp phần cho những chiếc áo dài từ vòng 1, vòng 2, vòng 3 và vòng chung kết cho các MC của chương trình cuộc thi tiếng hát Tâm Ca Đạo Hiếu. Và thưa quý vị, xin mời quý vị cùng thưởng thức màn trình diễn áo dài của câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ với các em thiếu nhi của câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ trong chương trình đào tạo tài năng trẻ. Và theo nhạc sĩ Cao Minh Hưng thì chưa đây là một chương trình hoàn toàn miễn phí, nên nếu quý vị có muốn con em mình ghi danh vào chương trình thì hãy liên lạc với nhạc sĩ Cao Minh Hưng. Và sau đây là một ca khúc do chính sáng tác của nhạc sĩ Cao Minh Hưng dưới nền nhạc ca khúc Tà Áo Dài. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Nam ơi, áo
dài thêm đẹp hồn dân tộc, tự hào xinh quá áo Việt Nam. Áo xanh lộng gió in mây trời, áo hồng đào thắm nhánh hương xuân, áo đỏ hoa phượng trong lưu buôn, áo trắng thơ ngây tuổi mong mơ, áo lam quên khói theo sương chiều, áo vàng ngày Tết thắm hoa mai, vâng dương sáng áo tím hoa xin chờ đợi ai. Tung bay áo dài mãi tung bay, hỡi em cô gái Việt Nam ơi, áo dài thêm đẹp hồn dân tộc, tự hào xin quá áo Việt Nam. Áo dài thêm đẹp hồn dân tộc, tự hào xin quá áo Việt Nam. Phần trình diễn rất ư là dễ thương, xin cảm ơn các em nhỏ. Và kính thưa quý vị khán giả, quay trở lại với chương trình của Tâm Ca và Đạo Hiếu ngày hôm nay. Nếu như ở phương Tây, văn hóa của phương Tây họ tự hào với những ngày lễ như là Mother Days hay là Father Days, thì người Việt Nam của chúng ta trong nền văn hóa cũng có một ngày rất tự hào trong tháng 7 của mỗi năm. Quý vị có biết là ngày gì không ạ? Dạ đúng rồi, ngày lễ Vu Lan. Lễ Vu Lan có ý nghĩa lớn là báo ân cho cha mẹ đời này cũng như những đời khác. Do vậy, cứ mỗi năm vào rằm tháng 7, những người con Phật lại đến chùa để chúng ta quy kính, chúng ta cúng dường và chúng ta nghe những bài pháp thoại, chúng ta cầu nguyện cho cha mẹ của chúng ta cũng như ôn lại về tinh thần hiếu đạo. Và đối với Phật tử, cha mẹ chính là những vị Phật tại gia. Đối với con, mẹ chính là những vị Bồ Tát luôn che chở và chăm lo cho con không quản những ngọc ngằn, và luôn dang rộng vòng tay để che chở cho con dù cho con còn nhỏ hay con đang trưởng thành. Mênh mông bát ngát đại dương cũng không sánh được tình thương mẹ hiền. Và bài hát Mùa Vu Lan Về, thơ của Hòa Thượng Thích Viên Lý, nhạc của Võ Tá Hân, sẽ mời quý vị nội dung ca ngợi về một lễ hội Vu Lan, một buổi lễ của hiếu hạnh mà bất cứ người con hiếu đạo nào cũng rất hân hạnh được tham dự. Và xin mời quý vị đến với bài hát này qua phần trình bày của ban đạo ca chùa Diệu Pháp và phần điều khiển của nhạc sĩ Võ Tá Hân.
ca Chùa Pháp. Và xin cảm ơn nhạc sĩ Võ Tá Hân. Dạ vâng, trước khi chúng ta tiếp nối chương trình thì xin mời quý khán giả, chúng ta sẽ đến với phần 2 rất là quan trọng. Trong phần 2 này thì các thí sinh của chúng ta sẽ trình bày những nhạc phẩm mà các thí sinh ấy đã bốc thăm trong vòng thứ 3. Và các thí sinh có 2 tuần để mà tập luyện cho buổi trình diễn tối hôm nay. Dạ vâng, và những số phone chúng tôi vẫn liên tục để mở để cho tất cả quý vị khán thính giả có thể gọi vào để bầu chọn cho thí sinh nào mà mình ưa thích trong đêm final ngày hôm nay. 714-892-5717 hoặc là 1866-303-1888. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta có chương trình này để trước hết là nhớ ơn Tam Bảo, Phật Pháp Tăng. Thứ hai, để dâng lên cho những bậc sanh thành dưỡng dục chúng ta những lời ca, tiếng hát đến từ trái tim của những người con Phật tại mái chùa Điều Ngự thân thương. Thưa quý vị, có lẽ khi mà chúng ta bắt gặp ở những nơi phố xá hay là ngay cả hội trường ngay lúc này, rất nhiều những tà áo khác nhau, màu sắc khác nhau, xanh có, đỏ có, tím có, vàng có. Và khi mà chúng ta cùng nhau khoác lên trên mình tà áo lam thân thương thì tất cả đều quy kính dưới ngôi Tam Bảo, đều là con của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn. Chúng ta đến với nhau không phân biệt sang hèn, giàu nghèo, đẳng cấp trong xã hội hay địa vị gì cả. Chúng ta đến nhau vì tất cả tấm lòng thân thương, chiếc áo màu lam mặc vào người thấy tánh tham tan dần, an nhiên đang đến dần dần, tham si sân hận lần lần tiêu tan. Dạ vâng, màu áo lam có ý nghĩa của sự bình đẳng, của sự giải thoát, cũng giống như Đức Thế Tôn đã giải thoát cho muôn loài. Khoác lên người chiếc áo lam, những người con Phật cùng quy kính dưới ngôi Tam Bảo, cùng tu tập xây dựng tâm Bồ Đề kiên cố, cùng nhau hướng về hành trì Phật Pháp và đi theo ánh đạo vàng, chuyển mê khai ngộ. Thân thương lắm màu áo lam, màu áo được coi là không thể thiếu trong đời sống tâm linh của những người con Phật. Và chúng ta sẽ chào đón thí sinh Trúc Mai với số báo danh 221 sẽ gửi đến quý khán giả bài hát Thương lắm màu áo lam, sáng tác của Vũ Ngọc Toản. Mặc vào thanh toán thánh tham tan dần, an nhiên đang đến thật gần, tham si sân hận lần lần ra đi. Ngôi chùa đầm ấm khắc ghi, thiện duyên đã đến con đi về chùa. Thầy hiền bạn tốt thi đua, đêm ngày học pháp bốn mùa an vui. Đồng sâu núi cao, em đem chia sức cho người hạt gạo hay tấm áo. Ơi thân thương áo lam hiền, vì lòng từ bi hiến dâng, nghe bâng khuâng chút nắng nhạt vừa cợt đùa vạt áo em. Tôi yêu chiếc áo màu lam, là màu giải thoát kết bao nhiêu tình. Áo lam cho tôi sống thanh nhàn, như nhắc tôi rằng luôn hiền hòa và yêu thương. Vào người thấy tánh tham tan dần,
An nhiên đang đến thật gần, tham si sân hận lần lần ra đi. Ngôi chùa tầm ấm khắc ghi, thiện duyên đã đến con đi về chùa. Thầy hiền bạn tốt thi đua, đêm ngày học pháp bốn mùa an vui. Ơi thân thương áo lam hiền về miền đồng sâu núi cao, em đem chưa sức cho người hạt gạo hay tấm áo. Ơi thân thương áo lam hiền vì lòng từ bi hiến dâng, nghe vâng khuôn chút nắng nhạt vừa cờ đùa vạt áo chiếc áo màu lam là màu giải thoát kết bao nhiêu tình. Áo lam cho tôi sống thanh nhàn như nhắc tôi rằng luôn hiền hòa và yêu thương. Áo lam cho tôi sống thanh nhàn như nhắc tôi rằng luôn hiền hòa và yêu thương. Và đó là phần trình diễn của thí sinh Trúc Mai. Sau đây xin mời phần nhận xét từ ban giám khảo. Đầu tiên xin mời nhạc sĩ Võ Tá Hân. Trúc Mai hát rất là tự tin, giọng ca rất là vững, cũng âm vực cũng rất là rõ ràng, thành ra cũng không có gì mà chê hết. Cứ hãy cố gắng tiếp tục như vậy đi, tương lai sẽ ra còn rất là dài. Tôi xin chín điểm rưỡi. Xin cảm ơn nhạc sĩ Võ Tá Hân với số điểm là 9 điểm rưỡi. Sau đây xin mời danh ca Thanh Thúy. Dạ, em hát như là anh Võ Tá Hân nói, em rất có tự tin. Dạ, giọng hát em rất hay. Cầu chúc là em thành công. Dạ, cảm ơn. Xin mời số điểm của danh ca Thanh Thúy. 9.5. Dạ, con cảm ơn. Tiếp theo xin mời phần nhận xét của danh ca Thanh Huyền ạ. Cô nhận xét cũng giống như chị Thanh Thúy. Cái cách hát của em ra sân khấu coi như là thanh thản, an nhiên, tự tại. Chúc mừng em hôm nay đối với cô là như vậy là thành công lắm. Dạ, con cảm ơn. Số điểm của danh ca Thanh Tuyền là 9.5. Sau đây xin mời nhạc sĩ Nam Lộc. Dạ vâng, tất cả những cái khuyết điểm của em trong cái phần đầu em đã lấy lại hoàn toàn trong cái lần này. Tuy nhiên tôi sẽ cho cái điểm mà tôi cá nhân tôi dùng cái tiêu chuẩn lần thứ nhì là tất cả những người nếu hát y hệt lần trước thì tôi sẽ bớt đi nửa điểm. Nếu hát y hệt như lúc nãy, tức là cũng cái khả năng như vậy, cũng cái tài nghệ như vậy, tôi sẽ bớt đi nửa điểm. Lúc nãy tôi chấm em nửa điểm, 9.5. Thì theo tiêu chuẩn nếu em hát y hệt như lần trước thì em chỉ được 9 thôi. Nhưng lần này tôi đưa em 9.5. Và tôi sẽ áp dụng điều này với tất cả các thí sinh khác. Đó là phần tôi. 9.5 là số điểm của nhạc sĩ Nam Lộc. Tiếp theo xin mời nghệ sĩ Ngọc Huyền. Chị lúc nào cũng theo bước chân của các bậc tiền bối. 9.5. 9.5 là số điểm của nghệ sĩ Ngọc Huyền. Xin mời tổng số điểm từ ban thư ký. Tổng số điểm của thí sinh Trúc Mai số báo danh 221 là 47.5 điểm. Xin cảm ơn Trúc Mai.